Ok, hello mọi người, chào mọi người đến với chương trình của mình. Hôm nay mình lại quay trở lại với tựa game Jurassic Monster World đây. Ok, hôm nay thì tụi mình đi team 6, mình đi team 6 với anh em Việt Nam trên group. Ok, bắt đầu thôi. Hiện tại tụi mình đang chơi vào khung giờ là 9 giờ tối. Nghe nói bây giờ là có mấy cái team mạnh lắm nên là tự nhiên mình tập team chiến. Ngày chiến thôi. Thì tôi xung phong trước cho. Ok. Ui, một khí bầu luôn hả? Đúng nhỉ. Cho mấy anh em tập xa cấu rẻ trước đi rồi mình vô sao. Ok, mày hai mạng. Mẹ mình đi vô tay hơi sai à mọi người. Mình vô góc kẹt rồi mọi người. Mình ẩu nữa rồi. Mình chiến quá. Cái này không có ai phụ mình gì hết trơn. Bỏ rơi bỏ rớt mình nữa nè. Chết luôn rồi. Mình quỷ cái xấu nè. Đâu chui lên đó ba. Lộn xà ngầu hết chứ. Rối mù, tôi rối tung rối mù hết. Cắt được nửa cây. Cắt có một người. Tôi đang bị lắc mọi người. Xin tha cho tôi, xin tha tôi. Rồi chuyển đường với fan. Một triệu năm liền mình top 1 liền.
Với AJ của mình công nhận khỏe thiệt. Và nãy mà mình không bị cái gì ta, bị con Allosaurus, con Gigant nó câm lặng thì mình cũng xinh phong hết chứ, mình cũng chiến hết chứ, mình không bị con Alo nó câm lặng thì mình cũng chiến lắm á. Và đó mình còn chơi được hết chứ, con giáp mà. Mới một có một trận anh em tan rã, kiểu trong này nó không có nhắn tin á. Nếu mà lúc mà trong trận anh em có thể nhắn tin với nhau thì giao tiếp thì dễ hơn. Mới là tôi bị lắc, anh em đợi tôi xíu hay sao thì nó dễ hơn. Nếu mà trong trận anh em không có giao tiếp được với nhau cho nên là cũng có nhiều vấn đề. Nếu mà anh em biết dùng Discord á, rồi vô Discord chơi với nhau thì nói chuyện với nhau thì dễ hơn. Mọi người nó bắt tôi như là quỷ vậy mọi người. Một mình chấp ba ngà lô luôn, mình hư giáp luôn, một mình đẩy ba ngà lô hư giáp luôn. Giết nó đi. Mới giờ bị bàn alo sao rất bắt cái hư giáp. Đi bắt được ba, giết được ba alo cũng được rồi. Rồi thả T-Rex ra thì không sợ. Chưa giờ gặp toàn thịt ngon, gặp toàn thứ mạnh không mọi người, gặp toàn mấy người mạnh không mọi người. Chưa buổi tối nè. Anh em sẽ thấy đuối quá vậy. Chu đích ra đỡ đòn nhưng mà quay đầu lại để tránh bị hư giáp. Da nó bị trốn tới chết luôn mọi người, đông quá. Sao không ấy được thôi đó. Hỏi chấm chịu á mọi người, hỏi nó gì mà tao ghét không được. Ui thôi chịu, khi cái này khó chịu ghê á, không ta ghét được. Vô để nó đẩy lên vậy, chén cái tim này thì đi chứ, giết nó đi. T-Rex nó nãy giờ núp nó làm gì đây? Nó chơi T-Rex kiểu gì mà núp không vậy?
Dần lấy lại thế trận rồi đó. Đẩy lên nào mọi người. Mèo chơi game nấp phòng bọn. Đợi hồi siêu không ai đẩy lên, mình đẩy lên mình chết. Đẩy lên đi mọi người, không chờ gì nữa. Ây da. Có bắn gì vô, bắn gì mà chưa kìa. Tức gì chứ. Ủa cục độc mình đâu, hỏi chấm ai thấy cục độc mình đâu, hỏi chấm luôn cái gì. Ui 500.000, what the fuck is this shit. Ok, mình xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye.